Tiếp theo thì em thầy sẽ test cho anh em cái chất âm tiếng mic của đôi loa DK nhé. Một đôi loa rất là đáng để anh em trang bị cho bộ karaoke của mình. Đây là một đôi loa bass 30, nghe bass rất mạnh luôn và hát rất ok. Bài này rất hay nhé. Nhìn trông xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở nơi đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên đồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kiệt từ. Ngày anh đến ấm lại một đống giá lành mịt mờ, nay anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió khúc hát lao sao cung đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước yêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng. Cùng nơi đây đang chờ anh xây mộng kết tư. Ngày anh đến nắm lại một đống giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vừa đẹp ngát còn những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cũng đàn em trong vườn xuân. Em thanh vừa hát đôi loa DK và một con băng cơ đấy nhé, nhé. Cộng với một bộ mic rất là dễ hát của RF. Này là MS2 này anh em này. Đấy, rất dễ ăn luôn. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở nơi đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tư. Ngày anh đi lắm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát thương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió không khác là sao cũng đàn em trong vườn. Hàng dùng lướt anh em nhé, hàng dùng lướt đã có quá trình sử dụng đấy, bày biện nó cũng không được đẹp và đập hộp đâu, nhưng mà mới có mức giá rất là hợp lý với giá 10 triệu bao ship cho anh em, thì đây cũng là một cái lựa chọn cực kỳ là ok với một thương hiệu loa DK rất nổi tiếng đấy. Sơn piano bóng rất là đẹp, có chỗ sẽ xấu nha anh em nhé, vì nó cũng có quá trình sử dụng rồi đấy, và nó đã rẻ hơn so với anh em mua đập hộp rất là nhiều. Em Thành hy vọng đây là một mã loa anh em có thể cân đối chơi cho những không gian 30, 35, 40 mét vuông. Bass đánh rất mạnh nha anh em nhé. Đó, còn clip chính này em chủ yếu em test cái gọi là tiếng mic thôi, để anh em cảm nhận là cái loa DK nó không quá tối các bạn nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.